Chồng tôi chết đuối hả? Nó say xỉn rồi lọt sóng. Em quên thằng chồng khờ của em đi. Anh sẽ bỏ con vợ của anh. Anh sẽ lo cho em. Buông tôi ra. Nàng ơi. Mình ơi. Âm mưu hại Út Khờ để lấy Ngọc Nữ không thành. Tính tức tối, toa rập cùng trưởng làng chiếm toàn bộ gia sản của cha nữ để lại. Tất cả vẫn là của em và con em. Chỉ cần em làm theo lời của anh bữa trước. Thôi được rồi. Vì bảo vệ tài sản, Ngọc Nữ đành phải nghe theo sự sắp xếp của vợ chồng Tính. Nhưng với bản lĩnh của mình, liệu cô có lật ngược được tình thế? Ngày mai chàng lên quyền với em một chuyến. Có ai hỏi chàng nói là đi sắm đồ cho Kính con. Mời quý khán giả đón xem tập tiếp theo của bộ phim cổ tích Gái Khuôn Được Chồng, được phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 29 tháng 8 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.